Xin chào quý vị, đây là chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, từ vụ nổ kinh hoàng ở quận Hà Đông, Hà Nội liên quan đến việc xử lý phế liệu cũng như rất nhiều vụ cháy khác xảy ra ở các bãi tập kết phế liệu ở nhiều địa phương trên cả nước đặt ra một vấn đề chúng ta phải quan tâm, đó là việc quản lý loại hình kinh doanh này như thế nào. Dường như trước nay việc này vẫn còn khá lỏng lẻo. Thì trong pháp luật đã có những quy định như thế nào liên quan đến loại hình kinh doanh này? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về vấn đề khung pháp lý xung quanh hoạt động kinh doanh phế liệu. Và mời quý vị cùng gặp khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng đến từ khoa luật hình sự Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ nổ nghiêm trọng gây chết người và thương vong lớn xảy ra tại một điểm thu mua phế liệu ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội hôm 19 tháng 3 năm 2016 vừa qua. Tiếp tục là tiếng chuông báo động về thực trạng buôn bán kinh doanh phế liệu tràn lan, thiếu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng. Mặc dù trong luật đã quy định rất rõ, các cơ sở kinh doanh phế liệu phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc trong giấy phép kinh doanh, họ còn phải có giấy cam kết bảo vệ môi trường, có hệ thống phòng chống cháy nổ. Thế nhưng trong thực tế, phần lớn các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu đang hoạt động vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện nêu trên. Vâng, xin chào chị Ánh Hồng, rất vui để được gặp lại chị và tiếp tục câu chuyện mà vấn đề chắc chắn là người ta rất là quan tâm, bởi vì rất có thể là ở bên hàng xóm của tôi hoặc chị hoặc nhiều người khán giả truyền hình là một người đang kinh doanh phế liệu và có thể đến một ngày nào đó chúng ta phải đối mặt với những cái nguy hiểm tiềm tàng từ những cái bãi phế liệu đó. Thì thưa chị, hiện nay thì pháp luật của chúng ta có những quy định như thế nào liên quan đến cái loại hình này hay không? Nó có phải là một loại hình kinh doanh đặc biệt hay chịu những cái giám sát nào của pháp luật hay không ạ? Như chúng ta thấy là cái kinh doanh phế liệu nó ở khắp mọi nơi, bên cạnh nhà chúng ta, ngay cơ quan chúng ta làm việc. Và rõ ràng cái việc những cái cửa hàng kinh doanh phế liệu với cái quy mô nhỏ lẻ như vậy, nó tiềm ẩn những cái nguy cơ rất là lớn. Thì hiện nay theo quy định của pháp luật, đối với việc kinh doanh phế liệu thì nó lại không được xem là cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định 59 năm 2006 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường thì cái việc kinh doanh phế liệu nó có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ gây ảnh hưởng đến cái môi trường. Vì vậy mà Luật Môi trường có yêu cầu là đối với việc xin cấp giấy phép để kinh doanh những ngành nghề này thì tùy vào cái mức độ của cái hình thức kinh doanh, ví dụ anh thành lập công ty hay chỉ là kinh doanh ở cái hộ gia đình cá thể, thì cái yêu cầu về việc bảo vệ môi trường có thể ở những cái mức độ như là phải có bản đánh giá tác động môi trường, hoặc là có những cái đề án về việc bảo vệ môi trường khi anh thành lập doanh nghiệp. Còn đối với những cái hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ thì thường nó chỉ có cái mức độ là chính quyền địa phương người ta sẽ yêu cầu các cái chủ hộ kinh doanh đó sẽ có những cái cam kết về bảo vệ môi trường hoặc các cái cam kết về cái yêu cầu phòng chống cháy nổ. Và cái thực tế hiện nay là phần lớn mà các cái việc kinh doanh phế liệu tiềm ẩn những cái nguy cơ mà gây ảnh hưởng đến cái an toàn của những người xung quanh đó, là liên quan đến việc cái kinh doanh ở cái mức độ chỉ là hộ gia đình nhỏ lẻ mà thôi. Thì cũng chính vì nó là mức độ hộ gia đình và cũng vì cũng luật pháp cũng không quy định cụ thể chặt chẽ về điều kiện kinh doanh, cho nên chúng ta có thể là các bãi phế liệu có thể mọc lên bất kỳ đâu. Thì ở đây do pháp luật không quy định như vậy thì nếu như mà xảy ra những cái sự cố từ những cái bãi phế liệu đó, chẳng hạn như là cháy nổ như vừa rồi chúng ta đã thấy, gây thiệt hại rất lớn về tài sản và tính mạng cho những người xung quanh, thì lúc này chúng ta có những cái đối tượng như thế nào để có thể quy trách nhiệm cụ thể, ngoài đương nhiên là cái chủ của bãi đó là phải chịu trách nhiệm rồi, thì còn có những cái đối tượng nào phải chịu trách nhiệm liên đới khi xảy ra những cái sự cố như thế này thưa chị? Cái sự cố đó nó có thể ở nhiều cái mức độ khác nhau. Nếu nói về cái nguy cơ tiềm ẩn về môi trường thì cái đấy phải thời gian dài chúng ta mới đánh giá được và rất khó để đánh giá. Còn những cái sự cố cụ thể gây ra những cái thiệt hại cụ thể, ví dụ như anh dẫn chứng cái vụ ở Hà Đông hoặc là những cái vụ việc khác, thì nó tùy vào từng cái mức độ của cái sự việc xảy ra để xác định cái trách nhiệm. Và rõ ràng đầu tiên chúng ta thấy đó là cái trách nhiệm của cái người chủ của cái kinh doanh phế liệu. Tùy vào cái mức độ, nếu như ở cái mức độ nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản thì hành vi đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở những cái điều luật tương ứng. Và đối với cái như anh nói là cái trách nhiệm của những cái người mà quản lý cái hoạt động kinh doanh đó như thế nào, thì tôi nói thật rằng đây là một cái điều rất khó để xác định trách nhiệm. Bởi vì là đối với những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ như vậy thì có những hộ người ta đăng ký kinh doanh, nhưng thậm chí có những hộ người ta không đăng ký kinh doanh, hoặc ở những cái địa bàn nó rộng quá thì cái chính quyền địa phương mà cái việc giám sát hoạt động kinh doanh của những cái hộ kinh doanh này cũng rất là khó khăn. Khi mà những cái hoạt động kinh doanh phế liệu ở những cái hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ như vậy thì chính quyền địa phương người ta đến người ta kiểm tra thì cùng lắm người ta cũng chỉ có thể xác định rằng là chủ bãi phương tiện đã có
trang bị những cái bình chữa cháy hay chưa, hoặc là cái yếu tố về môi trường anh sắp đặt như thế nào. Chứ người ta cũng không có khả năng để đánh giá được là trong cái bãi phế liệu đó nó tiềm ẩn những cái nguy cơ nào. Như vậy rõ ràng ở đây nó còn liên quan đến cả một cái vấn đề là về cái kiến thức nữa. Tức là người kinh doanh phế liệu thì có thể nói như là nhiều người kiến thức cũng rất là hạn chế, cho nên mới có việc là đem một cái quả bom ra giữa đường mà cưa mà dùng cái đèn khò ra để cắt ra như vậy. Hay là chính quyền địa phương như chị nói là nhiều khi họ cũng có những cái hạn chế về cái khả năng nhận biết những cái loại vật liệu như thế. Vậy thì theo chị ấy, để mà có thể quy một cái trách nhiệm cụ thể hơn, chúng ta có một cái nhìn nó cụ thể hơn, thì khi xảy ra những cái vụ việc như thế này ấy, thì cái quy trình để giải quyết, tức là cái quy trách nhiệm của các bên cũng như là cái quy trình để chúng ta xem xét cái trách nhiệm của các bên nó sẽ được tiến hành như thế nào, dựa vào những cái cơ sở nào? Tôi nghĩ rằng nếu mà quy trách nhiệm của các bên thì đối với cái chủ kinh doanh thì như chúng ta đã đề cập, tùy vào cái mức độ cái thiệt hại thì có thể là vi phạm pháp luật hành chính hoặc là bồi thường với dân sự, hoặc cao nhất đấy là truy cứu trách nhiệm hình sự. Cái vấn đề chúng ta quan tâm hiện nay chắc có lẽ làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế hoặc là chúng ta kiểm soát được những cái nguy cơ, những cái tiềm ẩn từ cái việc kinh doanh phế liệu ở trong các khu dân cư. Thì tôi về phía cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là có thể chính phủ phải xem xét và đưa cái việc kinh doanh phế liệu vào trong danh mục các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và ấn định các cái điều kiện rất là cụ thể rõ ràng để nó tạo thành một cái khung pháp lý mà đảm bảo cho cả cái người thương nhân, người ta kinh doanh thì người ta cũng dựa trên cái khung đó, và cái phía cơ quan nhà nước quản lý thì người ta cũng có một cái khung pháp lý rõ ràng để mà người ta kiểm soát. Và bởi vì là cái kinh doanh phế liệu, cái nguy cơ nó không chỉ là cái kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình ở trong khu dân cư, mà nó còn có thể liên quan đến một vấn đề lớn hơn, đó là việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam. Còn cái thứ hai thì theo tôi, việc xác định trách nhiệm của các cái cơ quan liên quan trong việc xảy ra các sự cố, như tôi nói thì có thể xác định cái trách nhiệm của cái cơ quan về bảo vệ môi trường ở địa phương, hoặc là cái cơ quan quản lý về phòng chống cháy nổ, thì họ đã thực hiện hết cái trách nhiệm của họ đối với cái việc quản lý ở cái địa bàn đó hay chưa. Còn nói rằng để mà có một cái trách nhiệm cụ thể, ai là cái người chịu trách nhiệm gì về phía cơ quan nhà nước, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề rất khó để có thể xác định được. Vâng, thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay qua những gì mà Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Hồng chia sẻ thì chúng ta cũng có thể hiểu được những gì mà pháp luật đã quy định, cũng như những cái điểm mà có thể là còn thiếu, cần phải bổ sung để cho cái việc quản lý cái loại hình kinh doanh phế liệu nó được chặt chẽ hơn, để có thể hạn chế thấp nhất những cái thiệt hại xảy ra như thời gian vừa qua. Xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Hồng với những chia sẻ của chị ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này ngày mai.